Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Anh Chế. Trước khi đến với phần 130, chúng ta cùng điểm qua những bình luận được like nhiều nhất ở phần 129. Anh em hãy bình luận thật hay và thật nhanh để được lên TV nhé. Đồ anh em chôn được tôi. Nhắn lên nào, em vã lắm rồi. Chào mừng tất cả anh em đã đến với cuộc thi đua chó. Mọi người giúp em lấy ngón tay ra được không ạ? E cảm ơn. Ngửa mũi thì móc cất mũi đi. Ngại gì? Anh em xem, cục cứt mũi to chưa này? Ngon không em? Chỉnh hộ ba chị em mình cái cảnh đẹp với. Mọi người ơi, xóa giúp em người phụ nữ mặc áo đen đằng sau giúp em được không ạ? Em cảm ơn nhiều. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh. Các bác cho em ăn cái gì đặc biệt tí được không? Các bác giúp em ngầu hơn với ạ. À, thì ra đây là hai tên đồn chó. Các anh xóa những người phía sau giúp em với. Ghép đôi cho hai nhân vật phụ. Các anh chỉnh cho cái background đẹp hơn giúp em với. Em cảm ơn. Các bác giúp em mở mắt ra với ạ, em cảm ơn. What the fuck? Các bác xóa hộ em mấy người đằng sau được không ạ? Nổi lờ nên lấp hết mấy người kia luôn rồi đấy. Các anh xóa giúp em chị váy hồng với ạ, em cảm ơn trước. Các anh xóa giúp em mấy người sau lưng giúp em được không? Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận, chia sẻ.